Hello xin chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm đó là cái pin cho Xiaomi Redmi Note 2 B145. Thì con pin Redmi Note 2 của mình cùi lắm rồi, mua hơn năm và dùng giờ hơn 2 tiếng là hết pin. Thế nên mình mua cái pin này thay thế, mình mua ở shop E nhá. Thì giá là 8.000 thì có cái mã giảm giá. Họ cái hóa đơn thì họ thu rồi, của Viettel Post lại thu hóa đơn. Đây là mình chụp lại các bạn xem này. Đấy, đây, hơi mờ tí nhỉ. Đây, Redmi Note 2 pin Bisen B145, tiền thu hộ cốt 8.355 đồng. Mình sẽ tháo hộp lại xem. Cái pin này bán tầm 190-200 gì đấy, mã giảm giá rẻ thế. Mình mua cũng lâu rồi, hôm nay mới quay video. Đây, sản phẩm ra. Các bạn muốn mua sản phẩm này mình để link mua ở dưới mô tả video nhé. Một trả gì nữa, đơn giản thôi. Đây, pin Pixel, rất là đẹp. Pin chính hãng nhé. Có rất nhiều loại cũng Pixel mà không phải chính hãng nên dùng cũng không được 4-5 tiếng đâu. Nói chung là bị chai pin rồi, dùng khoảng 2 tiếng hết cũng ức chế lắm. Đây có cả cái check code này. Đó. Đây là vài thông số đằng sau, 5 tính năng nổi bật đây. 545 độ, 72 giờ là cái gì đấy. Nói chung là của tàu thôi. Cái pin này là B145 Pixel. Các bạn dùng Redmi Note 2 thì nên mua cái loại Pixel này thì rất là tốt. Mình cũng tham khảo rất nhiều trên mạng, cái pin này đánh giá là rất là tốt. Cái pin này thông số của nó 3000 mAh. Và giờ mình lắp luôn vào là điện thoại, cách thử xem luôn. Trong gói tờ giấy gì đây? Giấy này là ôi trời, chịu không biết gì, là miếng tàu. Điện thoại tàu đó. Ok, giờ mình sẽ tắt pin vào này. Tắt nguồn. Thử luôn chất lượng pin mới em như thế nào. Đây, bảo hành mấy tháng để tí mình xem lại. Đây, đây là con pin cũ của mình. Cũng đây là 45 thôi, nhưng mà đây là kiểu pin Pixel ngon hơn đó, rất là đẹp. Vài thông số pin ở trên pin 3.85V 3020 mAh. Ok, mình sẽ lắp vào test. Redmi Note 2 thì một cái dòng điện thoại và phù hợp với túi tiền, ngon, rẻ, ngon bổ rẻ. Cũng không biết còn pin đâu, đang bật đây. Để xem cái pin này bảo hành bao lâu nhỉ. Không thấy sốt pin bảo hành bao lâu. Và đây đánh giá là rất tốt. Thưa các bạn, nếu mà pin Redmi Note 2 mà bị chai thì nên mua cái loại Pixel nhé. Mình thấy nhiều bạn đánh giá là pin Pixel này tốt hơn cái loại pin chính hãng của Redmi Note 2. Ok, vẫn còn 62%. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Đây, 62%. Và mình sẽ dùng thử một thời gian xem chất lượng như nào và sẽ review chi tiết cho bạn. Ok, các bạn cảm thấy video với cái like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Pin 8.000, quá rẻ.